quan hệ giữa Mỹ với các nước khác đứng trước nhiều cơ hội và thách thức. Trên đảo Sumatra, các lực lượng Mỹ, Indonesia và Nhật Bản bắt đầu cuộc tập trận với hàng ngàn binh sĩ, giữa lúc môi trường an ninh biến đổi không ngừng. Tại Trung Đông, Iran hành động đáng lo ngại sau vòng trừng phạt mới nhất của Mỹ. Cụ thể ra sao? Trong khi đó, Thủ tướng Israel vừa có lần hiếm hoi ám chỉ đến kho vũ khí hạt nhân của nước này. Ngoài ra, Mỹ có thêm bước tiến về triển khai lá chắn vòm sắt của Israel để bảo vệ hòn đảo chiến lược. Một câu chuyện đáng chú ý khác là về an ninh lương thực. Các tàu chở ngũ cốc đầu tiên rời khỏi Ukraine giữa thời chiến đang được giám sát ra sao? Hy vọng nào cho một thỏa thuận đình chiến? Tất cả sẽ có trong chương trình Toàn cảnh quốc tế ngay sau đây. Chào mừng quý vị đến với chương trình Toàn cảnh quốc tế của FBNC. Mở đầu là câu chuyện về chính trường Mỹ và quan hệ của siêu cường này với nhiều nước trên thế giới. Thưa quý vị, Thượng viện Mỹ ngày 3 tháng 8 tiến hành bỏ phiếu về việc chấp thuận Phần Lan, Thụy Điển tham gia vào Liên minh quân sự NATO. Thông tin do ông Chuck Schumer, lãnh đạo phe đa số ở Thượng viện cho biết vào thứ Ba ngày 2 tháng 8. Khối 30 nước thành viên NATO đã ký giao thức về cho phép hai nước Bắc Âu tham gia vào liên minh có vũ khí hạt nhân này. Tuy nhiên, Quốc hội 30 nước còn phải nhất trí thông qua thì NATO mới có thể chính thức kết nạp thêm thành viên. Nếu mọi việc suôn sẻ, NATO sắp trải qua lần mở rộng lớn nhất kể từ thập niên 1990. Moscow đã liên tục cảnh báo Helsinki, Stockholm về nỗ lực tham gia NATO. Ngày 12 tháng 3, Bộ Ngoại giao Nga khẳng định sẽ có những hậu quả nghiêm trọng về quân sự và chính trị nếu như NATO không ngừng mở rộng. Theo trang tin Insider, trong một bài viết, Thượng nghị sĩ Josh Hawley, Đảng Cộng hòa đã phản đối Phần Lan, Thụy Điển bước vào liên minh. Trước đó, vào tháng 7, cũng có 18 nghị sĩ Cộng hòa không ủng hộ các nước Scandinavia trong cuộc bỏ phiếu ở Hạ viện. Trong khi đó, Quốc hội Pháp ngày 2 tháng 8 đã bỏ phiếu phê chuẩn kết nạp Phần Lan, Thụy Điển và NATO. Nghị quyết được thông qua với 209 phiếu thuận và 46 phiếu chống. Ngoại trưởng Pháp Catherine Colonna cho biết Paris đã gia nhập với 20 đồng minh khác về nhất trí thông qua giao thức. Việc Phần Lan, Thụy Điển từ bỏ lập trường trung lập được xem là sự thay đổi bước ngoặt về cấu trúc an ninh châu Âu suốt hàng chục năm. Trong khi chờ đợi Quốc hội 30 nước thành viên phê duyệt, hai quốc gia Bắc Âu vẫn không được hưởng điều 5 về phòng thủ chung của liên minh. Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đe dọa đóng băng quá trình gia nhập của hai nước Scandinavia, cáo buộc họ đang tiếp tục giúp đỡ đảng công nhân người Kurd PKK và các đồng minh vốn bị Ankara xem là những tổ chức cực đoan. Trong một câu chuyện đối ngoại khó khăn khác của nước Mỹ, mới đây Nhà Trắng cho rằng chính quyền Taliban đã vi phạm thỏa thuận Doha khi bao che cho thủ lĩnh Al-Qaeda là Ayman al-Zawahiri, người vừa bị Lầu Năm Góc tiêu diệt bằng đòn tập kích máy bay không người lái. Reuters dẫn lời quan chức Mỹ cho biết Zawahiri bị hạ khi đang đứng trên ban công nhà mình ở Kabul. Đây được xem là đòn giáng nặng nề nhất sau vụ tiêu diệt trùm Osama Bin Laden cách đây hơn một thập kỷ. Chính quyền Taliban ở Afghanistan đến giờ chưa xác nhận cái chết của Zawahiri, một bác sĩ phẫu thuật Ai Cập bị tố cáo tham gia lập mưu tấn công New York năm 2001, khiến gần 3.000 người tử vong. Quan chức Mỹ giấu tên cho biết Zawahiri bị diệt vào lúc 6 giờ 18 phút sáng Chủ nhật tuần trước với các tên lửa Hellfire đã dội xuống ban công nhà an toàn tại Kabul. Tổng thống Joe Biden hôm thứ Hai khẳng định công lý đã được thực thi, những thủ lĩnh cực đoan không còn nữa. Tổng thống Biden cho biết ông đã ra lệnh tập kích sau nhiều tháng chuẩn bị và không có người khác bị thương trong vụ việc. Phát biểu về vụ việc, Ngoại trưởng Anh Liz Truss cho rằng thế giới sẽ trở thành một nơi an toàn hơn. Còn ở Kabul, người phát ngôn cho Taliban từ chối đưa ra bình luận, Mỹ đã cáo buộc Taliban vi phạm thỏa thuận Doha giữa hai bên khi bao che cho Zawahiri. Phát ngôn viên an ninh quốc gia Nhà Trắng John Kirby ngày 2 tháng 8 nói rằng, chúng tôi thể hiện cực kỳ rõ ràng, chúng tôi tin là đã có sự vi phạm thỏa thuận Doha. Theo thỏa thuận Doha ký kết dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump, Mỹ phải giảm và sau đó rút quân khỏi Afghanistan. Về phía Taliban, thỏa thuận quy định lực lượng này phải tuân theo các cam kết nhằm ngăn chặn chủ nghĩa cực đoan, bao gồm Al-Qaeda và các nhóm ở Afghanistan có âm mưu tấn công Mỹ hoặc các đồng minh Mỹ. Còn tại khu vực Trung Đông, Ngoại trưởng Iran ngày 2 tháng 8 khẳng định hàng trăm máy ly tâm làm giàu uranium thế hệ mới đã được kích hoạt nhằm đáp trả làn sóng trừng phạt mới của Mỹ đối với những doanh nghiệp mà Washington tố cáo là giúp bán dầu mỏ của Tehran. Ngoại trưởng Iran Hussein Amir Abdollahian nói với truyền thông, đáp lại hành động của người Mỹ, chúng tôi đã bắt đầu bơm khí đến hàng trăm máy ly tâm thế hệ mới vào đêm qua. Ông nói thêm, Mỹ không nên nghĩ có thể khuất phục người khác trên bàn đàm phán với những kiểu hành động như vậy. Trước đó, ngày 1 tháng 8, Mỹ thông báo trừng phạt doanh nghiệp của Trung Quốc và một số nước khác được cho là đã giúp bán hàng triệu đô la dầu và sản phẩm hóa dầu của Iran tới Đông Á. Lệnh trừng phạt mới là nhằm tạo thêm áp lực buộc Tehran kiềm chế chương trình hạt nhân. Bộ Ngân khố và Bộ Ngoại giao Mỹ áp trừng phạt với tổng cộng 6 công ty, gồm 4 đặt trụ sở ở đặc khu Hồng Kông, Trung Quốc, 1 ở Singapore, 1 ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất.
Cùng với Trung Đông, thưa quý vị, vừa qua Thủ tướng Israel Yair Lapid đã đưa ra ám chỉ hiếm hoi về kho vũ khí hạt nhân của nước này trong một bài phát biểu hôm 1 tháng 8 theo CNN. Phát biểu tại một sự kiện tại Ủy ban Năng lượng Nguyên tử Quốc gia, ông Lapid đề cập đến khả năng phòng thủ và tấn công của Israel, cũng như cái ông gọi là các khả năng khác, một cụm từ được hiểu là ám chỉ vũ khí hạt nhân. Khu vực hoạt động trong máy vòm phía trên chúng ta được thiết kế dựa trên khả năng phòng thủ và tấn công, và những gì mà truyền thông nước ngoài thường gọi là các khả năng khác. Những khả năng khác giúp chúng ta tồn tại, miễn là con cháu chúng ta vẫn còn ở đây, ông Lapid thông báo. Israel được cho là sở hữu vài trăm vũ khí hạt nhân, đã phát triển công nghệ này vào những năm 1960. Không giống như hầu hết các quốc gia có vũ khí hạt nhân, Israel chưa bao giờ chính thức tuyên bố sở hữu chúng. Thay vào đó, quốc gia Trung Đông theo đuổi chính sách mơ hồ. Khi chịu áp lực lớn, các nhà lãnh đạo Israel sẽ đưa ra ám chỉ về khả năng hạt nhân của nước này. Tuyên bố đầu tiên như thế được đưa ra vào đầu những năm 1960 bởi Bộ trưởng Quốc phòng lúc bấy giờ là Shimon Peres. Ông nói rằng Israel chắc chắn sẽ không phải là nước đầu tiên đưa vũ khí hạt nhân vào khu vực. Gần đây hơn, cựu Thủ tướng Ehud Olmert dường như thừa nhận khả năng hạt nhân khi ông liệt kê Israel cùng với Mỹ, Nga và Pháp là có vũ khí hạt nhân, mặc dù sau đó ông đã cố gắng bác bỏ các bình luận được đưa ra trên truyền hình Đức. Ông Benjamin Netanyahu cũng từng gọi Israel là cường quốc hạt nhân trong một bài phát biểu trước nội các của mình. Tuy nhiên sau đó ông tự sửa là cường quốc năng lượng. Mặt khác, lục quân Mỹ vừa hoàn tất thử nghiệm khả năng đánh chặn của lá chắn vòm sắt chủ yếu do Israel phát triển. Đây là đợt thử nghiệm thứ hai sau khi hai hệ thống này được Hoa Kỳ đưa vào biên chế cuối năm 2020. Theo Defense News, vụ thử mới nhất tiến hành ở thao trường tên lửa White Sands, bang New Mexico, diễn ra vào giữa tháng 6, phối hợp với Tổ chức Phòng thủ tên lửa Israel. Giám đốc của cơ quan này, Moshe Patel, cho biết, trong cuộc thử nghiệm, hệ thống đã đánh chặn được tất cả hiểm họa, đồng thời hoạt động tương thích với các hệ thống của Mỹ. Bộ Quốc phòng Israel cho biết, vụ thử là bước tiến quan trọng để triển khai hiệu quả hai hệ thống vòm sắt đầu tiên của Israel trên đất Mỹ. Lục quân Mỹ dự kiến đưa hai lá chắn vòm sắt trở thành giải pháp tạm thời về phòng thủ tên lửa hành trình. Một hệ thống đã được triển khai đến đảo Guam từ mùa thu năm ngoái. Vòm sắt được thiết kế để lắp đặt ở các vị trí cố định hoặc bán cố định, giúp phòng thủ chống lại tên lửa hành trình cận âm, hệ thống máy bay không người lái nhóm 2 và nhóm 3, các rocket, đạn pháo và đạn cối. Vụ thử nghiệm vòm sắt mới đây được tiến hành vào 2 tuần sau khi thủy quân lục chiến Mỹ cũng thử thành công tên lửa Tamir dùng cho lá chắn này. Hãng quốc phòng Rafael vào đầu thập niên 2000 đã phát triển vòm sắt, sử dụng hệ thống radar từ công ty con Elta của hãng chế tạo hàng không vũ trụ IAI của Israel. Tại Mỹ, Rafael hợp tác với Raytheon để sản xuất hệ thống. Vòm sắt đã được lực lượng phòng vệ Israel sử dụng trong hơn một thập kỷ. Ban đầu, nó dùng để đánh chặn tên lửa tầm ngắn từ dải Gaza, nhưng sau đó đã được nâng cấp để đương đầu với hàng loạt hiểm họa mới nổi khác. Đến tháng 5 2021, vòm sắt được tin là có thể đánh chặn máy bay không người lái lần đầu tiên trong một vụ tấn công thực tế. Thưa quý vị, Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 2 tháng 8 đã đồng ý hai thỏa thuận khí tài khả thi cho Ả Rập Saudi và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE. Theo Defense News trích một tuyên bố từ Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng, trong thỏa thuận đầu tiên, Ả Rập Saudi sẽ mua 300 tên lửa MIM-104E Patriot do doanh nghiệp Raytheon Technology sản xuất với giá hơn 3 tỷ đô la. Thỏa thuận cũng bao gồm các trạm điều khiển, xử lý hỏa hoạn và các thiết bị khác. Lô tên lửa Patriot này sẽ bổ sung cho kho dự trữ đang cạn kiệt của Riyadh. Theo trang tin Defense News, lô vũ khí mới sẽ nhằm tăng cường khả năng phòng vệ trước các cuộc tấn công của phiến quân Houthi từ Yemen. Thỏa thuận diễn ra sau nhiều năm quan hệ giữa Washington và Riyadh trở nên trắc trở vì vụ sát hại nhà báo Jamal Khashoggi của tờ Washington Post. Vào tháng 2 năm ngoái, Tổng thống Joe Biden đã cấm Mỹ bán vũ khí tấn công cho Riyadh. Ả Rập Saudi được coi là nhà nhập khẩu vũ khí quan trọng của ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ. Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, Ả Rập Saudi đã mua 23% tổng số vũ khí Mỹ bán ra nước ngoài từ năm 2017 đến năm 2021. Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 2 tháng 8 cũng đồng ý thỏa thuận khả thi trị giá 2,2 tỷ đô la Mỹ đối với hệ thống tên lửa đất đối không Tharp cho UAE. Theo Defense News, lô vũ khí sẽ giúp cải thiện khả năng của quốc gia Trung Đông trong việc đối phó các mối đe dọa tên lửa đạn đạo trong khu vực, đồng thời giảm sự phụ thuộc vào các lực lượng của Mỹ. Thưa quý vị, quân đội Mỹ và Indonesia ngày 3 tháng 8 chính thức bắt đầu cuộc tập trận chung thường niên trên đảo Sumatra của Indonesia. Đây là lần đầu tiên cuộc diễn tập ở Sumatra có sự tham gia của nhiều đối tác với Washington, phản ánh lo ngại về môi trường an ninh khu vực, theo hãng thông tấn AP. Hơn 5.000 binh sĩ từ Mỹ, Indonesia, Úc, Nhật Bản và Singapore đang tham gia vào tập trận năm nay, biến nó trở thành đợt diễn tập lớn nhất kể từ khi bắt đầu diễn ra thường niên năm 2009.
mục đích tập trận nhằm nâng cao khả năng hiệp đồng tác chiến, sự tin tưởng và hợp tác cùng nhau, hướng tới một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, theo Đại sứ quán Mỹ ở Jakarta ra thông cáo. Tướng Charles Flynn, tư lệnh lục quân Mỹ ở Thái Bình Dương khẳng định, đợt diễn tập là biểu tượng cho sự gắn kết của Mỹ-Indonesia, cũng như về mối quan hệ phát triển hơn nữa các lực lượng trên bộ ở khu vực, bởi vì bộ binh chính là chất kích chính các kiến trúc an ninh ở khu vực với nhau. Ông Flynn và tư lệnh lực lượng vũ trang quốc gia Indonesia Andika Perkasa đã cùng ra lệnh bắt đầu cuộc tập trận chung vào sáng 3 tháng 8 ở Batu Raja, một thị trấn biển thuộc tỉnh Nam Sumatra. Cuộc diễn tập kéo dài đến hết ngày 14 tháng 8 với sự tham gia của lục quân, hải quân, không quân và thủy quân lục chiến. Tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ vừa qua cho rằng Indonesia có tầm quan trọng chiến lược vô cùng to lớn ở khu vực và là một đồng minh chủ chốt với Mỹ. Đầu năm nay, Washington đã thông qua thương vụ 13,9 tỷ đô la bán các tiêm kích tiên tiến cho Indonesia và ở Jakarta tháng 12 năm ngoái. Ngoại trưởng Antony Blinken cũng đã ký các thỏa thuận tăng cường tập trận chung hải quân giữa Mỹ và Indonesia. Song song đó, phía Trung Quốc gần đây cũng liên tiếp thông báo kế hoạch tập trận ở Tây Thái Bình Dương. Theo AP, mặc dù quan hệ Indonesia và Trung Quốc nhìn chung khá tích cực, nhưng Jakarta vẫn bày tỏ lo ngại về việc Trung Quốc nêu yêu sách chủ quyền trên Biển Đông. Lực lượng phòng vệ mặt đất Nhật Bản đã lần đầu tiên tham gia tập trận toàn diện cùng Mỹ và Indonesia. Tokyo khẳng định mục đích diễn tập nhằm đem lại hòa bình ổn định cho khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, từ đó thúc đẩy thương mại với Hoa Kỳ và nhiều nền dân chủ khác. Trong khi đó, Trung Quốc xem cuộc tập trận là mối đe dọa. Truyền thông Trung Quốc cáo buộc Mỹ đang xây dựng một liên minh ở khu vực tương tự như một tiểu NATO ở châu Á. Thưa quý vị, về đối nội của Mỹ, ngày 2 tháng 8, Tổng thống Mỹ Biden đã chỉ định các quan chức liên bang hàng đầu để điều phối ứng phó với bệnh đậu mùa khỉ. Thông báo được đưa ra trong bối cảnh, nhiều tiểu bang của Mỹ đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp về đậu mùa khỉ và nỗ lực tăng cường tiêm chủng để ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh. Cụ thể, Tổng thống Biden đã bổ nhiệm ông Robert Fenton làm điều phối viên của Nhà Trắng, phụ trách công tác ứng phó bệnh đậu mùa khỉ, và ông Demetre Daskalakis làm phó điều phối viên. Được biết, ông Fenton hiện là quan chức khu vực của Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang, FEMA. Trong khi đó, ông Daskalakis là trưởng Bộ phận Phòng ngừa HIV của Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh CDC. Hai cơ quan này sẽ phối hợp về chiến lược và các hoạt động chống dịch đậu mùa khỉ hiện nay. Đến nay, Mỹ đã ghi nhận hơn 5.800 trường hợp bệnh đậu mùa khỉ. Nhằm tăng cường các nỗ lực tiêm chủng tại California và Illinois, thống đốc các tiểu bang này hôm 1 tháng 8 cũng đã ban bố tình trạng khẩn cấp về bệnh đậu mùa khỉ, tương tự như New York hồi tuần trước. Ngày 23 tháng 7 vừa qua, WHO đã tuyên bố đậu mùa khỉ là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu. Bệnh đậu mùa khỉ lây lan qua tiếp xúc gần, gây ra các triệu chứng giống như bệnh cúm và các tổn thương da, song ít gây tử vong và ít lây lan hơn so với COVID-19. Thượng viện Mỹ hôm 2 tháng 8 đã thông qua một dự luật mở rộng phạm vi bảo hiểm y tế cho các cựu chiến binh bị ảnh hưởng bởi khí từ hố đốt rác quân sự độc hại, sau khi phe Cộng hòa bất ngờ phản đối vào tuần trước. Quân đội Mỹ đã sử dụng các hố đốt để xử lý chất thải ở các căn cứ nước ngoài cho đến giữa những năm 2010. Khói từ việc đốt cháy rác từ cao su, chất thải hóa học, đạn dược đã gây ra các bệnh ung thư và bệnh hô hấp hiếm gặp ở các cựu chiến binh. Theo Reuters, dự kiến Thượng viện tuần trước đã thông qua dự luật, nhưng sau khi đảng Dân Chủ công bố một thỏa thuận trong cuộc họp kín về khí hậu và dự luật thuế, nhóm thượng nghị sĩ đảng Cộng Hòa đột ngột thay đổi quan điểm và bỏ phiếu chống lại dự luật. Hôm 2 tháng 8, Thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ Chuck Schumer cho biết, ông đã đạt được thỏa thuận với Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Pat Toomey để tổ chức một cuộc bỏ phiếu về việc thay đổi ngân sách phân bổ cho dự luật, dọn đường để nó được thông qua vào tối thứ Ba. Nhiều cựu chiến binh ủng hộ dự luật đã dựng trại trên các bậc thang của đồi Capitol từ tuần trước. Họ cũng nhận được sự ủng hộ từ Tổng thống Joe Biden, theo nguồn tin của Reuters cho hay. Dự kiến dự luật sẽ được chuyển đến Tổng thống Biden để ký thành luật. Tiếp tục chương trình với câu chuyện về an ninh lương thực và năng lượng ở châu Âu. Nhưng tác động thì lan rộng trên toàn cầu. Thưa quý vị, vừa qua, cựu thủ tướng Đức Gerhard Schröder, một người bạn của Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng, thỏa thuận giữa Moscow và Kiev về nối lại xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine có thể là một điểm sáng hy vọng, thậm chí là một tín hiệu hướng tới thỏa thuận ngừng chiến sau 5 tháng xung đột. Tin tốt là Điện Kremlin đã muốn có một giải pháp đàm phán, cựu Tổng thống Schröder nói với các kênh truyền thông Đức vào ngày 3 tháng 8. Cho biết thêm, ông đã gặp Tổng thống Putin ở Moscow hồi đầu tuần trước. Một thỏa thuận ngũ cốc thành công đầu tiên có lẽ sẽ chậm chậm mở rộng thành lệnh ngừng bắn. Ông Schröder bày tỏ quan điểm.
Ông từng giữ chức Thủ tướng Đức từ năm 1998 đến năm 2005, đã phản đối chiến sự nhưng không chỉ trích Tổng thống Putin. Mặt khác, theo Reuters, vào ngày 3 tháng 8 đang rộ tin Tổng thống Putin đã nói với cựu lãnh đạo Đức Roeder rằng đường ống Nord Stream 2 luôn sẵn sàng đưa vào sử dụng, giúp tăng nguồn cung khí đốt cho châu Âu. Nord Stream 2 đã hoàn thành nhưng không được đưa vào sử dụng sau khi chiến sự và trừng phạt nối tiếp nhau diễn ra từ cuối tháng 2. Vừa qua, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, ông Putin đã nói với cựu Thủ tướng Đức nguồn cung khí Nga đã giảm xuống 30 triệu mét khối mỗi ngày từ mức 167 triệu mét khối. Đó là sau khi Ba Lan đặt trừng phạt với đường ống Yamal châu Âu và Ukraine dừng dòng chảy đi qua một trong các tuyến đường ở nước này. Thưa quý vị, một nhóm giám sát đã bước lên con tàu đầu tiên chở ngũ cốc Ukraine rời cảng biển trong thời chiến vào ngày 3 tháng 8. Sau khi quá trình giám sát hoàn tất, con tàu lịch sử này sẽ đi tiếp hành trình đến Liban theo thỏa thuận đột phá do Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hiệp Quốc làm trung gian, giúp làm giảm khủng hoảng lương thực toàn cầu. Tàu Razoni đã khởi hành từ cảng Odessa trên Biển Đen vào sáng ngày thứ Hai, mang theo hơn 26.500 tấn bắp đến Tripoli của Liban. Con tàu thả neo ở lối vào eo biển Bosphorus vào đêm thứ Ba. Hai con tàu chở nhóm giám sát viên đã khởi hành từ cảng cá Rumeli Feneri ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, hướng đến tàu ngũ cốc. Riêng con tàu ở Ukraine đang được hộ tống bởi hai tàu hải cảnh và một trực thăng bay phía trên đầu. Việc giám sát vào hôm 3 tháng 8 tiến hành bởi Trung tâm Điều phối chung GCC có văn phòng gần Istanbul, gồm nhân sự của Nga, Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hợp Quốc. Không rõ khi nào việc giám sát sẽ hoàn thành và tàu ngũ cốc sẽ được tiếp tục hành trình. Phát ngôn viên Liên Hợp Quốc cho biết nhiều tàu khác đã có kế hoạch khởi hành từ Ukraine. Khoảng 27 tàu sẽ rời cảng theo như thỏa thuận. Một quan chức cấp cao Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 2 tháng 8 nói với Reuters, Ankara kỳ vọng khoảng một con tàu sẽ có thể rời một trong ba cảng của Ukraine hàng ngày. Theo thỏa thuận, thì bốn bên Kiev, Moscow, Ankara và Liên Hợp Quốc đang giám sát các tàu chở ngũ cốc đi qua Bosphorus, đảm bảo chúng không chứa vũ khí. Eo biển này là nơi kết nối Biển Đen với thị trường quốc tế. Vừa qua, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres cũng phát biểu tích cực về tàu chở bắp đầu tiên rời khỏi cảng Odessa. Đó giống như con tàu mang theo ngũ cốc và hy vọng. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc vào ngày 1 tháng 8 cho rằng đã có thành công vĩ đại của tập thể khi chuyến tàu chở ngũ cốc có thể rời khỏi cảng Ukraine hướng ra thị trường nước ngoài. Ông Guterres nói, thỏa thuận hành lang an toàn đã đem tới tia hy vọng nhỏ nhoi giữa khủng hoảng lương thực toàn cầu đang ngày càng tồi tệ hơn. Ông Guterres còn bày tỏ hy vọng sẽ có thêm nhiều chuyến tàu hàng tiếp theo xuất cảng từ Ukraine. Tổng thư ký nhấn mạnh những người đang ở bờ vực nạn đói thật sự cần đến những thỏa thuận như thế này được thực thi để họ có thể tiếp tục sinh tồn. Những quốc gia đi tới bờ vực phá sản rất cần những thỏa thuận này tỏ ra hiệu quả để họ bảo vệ nền kinh tế của mình. Còn về bức tranh an ninh năng lượng, hãng tin RT của Nga cho rằng khủng hoảng khí đốt của châu Âu đang chuyển từ mức xấu sang tồi tệ hơn. Khủng hoảng năng lượng châu Âu đang trở nên tồi tệ hơn theo trang Market Insider viết vào ngày 1 tháng 8, trích dẫn ghi chú nghiên cứu từ Ngân hàng Hoa Kỳ. Ngân hàng này cho rằng tình hình khí đốt của châu Âu đang chuyển từ kịch bản tồi tệ sang u ám trong tháng vừa qua. Đường ống huyết mạch dẫn khí đốt Nga đến EU hiện chỉ còn 20% công suất do lỗi kỹ thuật liên quan đến lệnh trừng phạt của phương Tây áp lên Moscow, theo hãng tin RT. Vào tháng 7, thì đường ống dừng hoạt động 10 ngày do bảo trì thường niên, theo đó chặn đứng dòng chảy hoàn toàn. Ngoài ra, thì nguồn cung khí đốt thông qua Ukraine cũng bị chững lại, do Kiev đóng một điểm vận chuyển quan trọng dẫn khí đốt Nga đến Tây Âu. Các sự sụt giảm kể trên đã dẫn đến hàng loạt cảnh báo về lục địa già, thiếu hụt khí tự nhiên trong mùa đông. Với đường ống Nord Stream 1 chỉ còn 20% công suất, việc dự trữ trong mùa đông có thể không đủ và EU hiện giờ lên kế hoạch chuẩn bị để ứng phó với thiếu hụt. Tờ Market Insider dẫn nguồn Ngân hàng Hoa Kỳ nhận định, giá khí đốt ở châu Âu đã tăng 4 lần trong năm nay do nguồn cung hạn chế. Hậu quả là hóa đơn các hộ gia đình cao và phải thực hiện thắt lưng buộc bụng trên toàn EU. Khối Liên Âu đã đa dạng nguồn nhập khẩu bằng cách mua khí tự nhiên hóa lỏng cũng như tăng cường cung thông qua đường ống từ Na Uy, Algeria và Azerbaijan. Tuy nhiên, thì theo quan chức đối ngoại hàng đầu EU Josep Borrell, khối liên minh đang tới giới hạn về nguồn khí đốt bổ sung
mà họ có thể mua bên ngoài nước Nga. Các tu bin vẫn hoạt động hiệu quả, trích lời Thủ tướng Đức Olaf Scholz nhấn mạnh. Ông cho rằng vấn đề tu bin chỉ là một cái cớ để cho Moscow siết chặt van khí. Thủ tướng Olaf Scholz vào ngày 3 tháng 8 đổ lỗi Moscow cho việc trì hoãn tái lắp tua bin khí đốt cần thiết cho đường ống Nord Stream 1. Các chính phủ châu Âu cũng đã cáo buộc Nga giảm nguồn cung khí đốt là cách đáp trả lệnh trừng phạt của phương Tây. Nhưng Moscow phủ nhận cáo buộc này và viện dẫn lý do tua bin khí cho những hạn chế ở Nord Stream 1. Trong một chuyến thăm đến cơ sở công ty Siemens Energy, nơi tua bin được lưu giữ, thì Thủ tướng Đức cho biết hoàn toàn không có lý do kỹ thuật nào cả. Mọi người có thể nhìn thấy rõ ràng ở đây các tua bin đang hoạt động tốt. Thủ tướng sau nói thêm Đức sẽ giúp đảm bảo nguồn cung khí đốt đến châu Âu không bị cản trở. Trong cuộc đua tìm kiếm nguồn cung khí đốt, Hy Lạp ngày 3 tháng 8 cho biết một trạm nổi chứa khí tự nhiên hóa lỏng LNG mới đã được thiết lập ở phía tây thủ đô Athens. Trạm sẵn sàng tiếp nhận khí đốt kể từ cuối tháng 8 này. Đó là một phần trong kế hoạch của chính phủ Hy Lạp để giảm phụ thuộc vào năng lượng Nga và dự phòng cho kịch bản thiếu hụt. Bộ trưởng Năng lượng Hy Lạp Rostas Rekas đã đến trạm vận hành LNG nổi ở ngoài khơi Revit Hausa. Ông cho biết ngay từ đầu thì chính phủ Hy Lạp đã có những biện pháp cần thiết để tạo lá chắn bảo vệ chính mình khỏi kịch bản tồi tệ là Nga cắt nguồn cung khí đốt trong mùa đông đang tới. Trạm vận hành này cách Athens khoảng 40 km sẽ là nơi tiếp nhận dự trữ và hóa khí LNG. Ông Rekas cho biết thì trạm vận hành LNG sẽ giúp Hy Lạp có đủ nguồn cung để sản xuất điện, cũng như là góp phần đảm bảo an ninh năng lượng trong tương lai. Hy Lạp đã giáo diết tăng nhập khẩu LNG trong 6 tháng đầu năm nay, thay thế một lượng lớn nhiên liệu Nga. Quốc gia Nam Âu này lệ thuộc Nga cho khoảng 40% khí đốt và 2/3 trong đó là dùng để sản xuất điện. Hy Lạp cũng có kế hoạch tăng cường sản xuất than và cũng thảo luận về ý để hy vọng dự trữ khí đốt tại nước hàng xóm. Vào tháng 7, thì Hy Lạp và Bulgaria hoàn thành đường ống dẫn khí đốt vốn bị trì hoãn kéo dài. Đường ống IGB này sẽ mang khí đốt từ thành phố Komotini miền Bắc Hy Lạp đến Stara Zagora của Bulgaria và có thể liên kết với một đường ống khác vận chuyển khí đốt ở Azerbaijan. Chính phủ Hy Lạp đang trợ cấp hóa đơn điện cho người tiêu dùng trong nhiều tháng do giá năng lượng tăng cao. Nhưng vào tháng trước thì Hy Lạp phản đối kế hoạch của EU về các nước thành viên cắt giảm 15% tiêu thụ khí đốt đến tháng 3 năm sau. Hy Lạp cho rằng họ sẽ tiến hành cúp điện như biện pháp cuối cùng một khi nguồn cung từ Nga bị gián đoạn nghiêm trọng. Phần cuối chương trình là một giấc mơ về một hành tinh xanh giữa bối cảnh khủng hoảng khí hậu đang bủa vây khắp nơi trên thế giới. Mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi. Lũ lụt do mưa lớn lịch sử ở bang Kentucky, Mỹ đã khiến ít nhất 37 người tử vong, bao gồm 4 trẻ em. Theo thống đốc Andy Besa, ngày thứ hai cho biết, hiện giờ giới chức vẫn tiếp tục sơ tán người dân, cung cấp nơi trú ẩn và thức ăn cho hàng ngàn người mất nhà cửa. Theo thống đốc thì do nhiều cư dân bất ngờ và không chuẩn bị cho đợt mưa lớn kinh hoàng vào ban đêm, nên mức độ thảm khốc của thiên tai càng nặng nề hơn. Ông Messia, người ban bố tình trạng khẩn cấp hồi tuần trước cho biết, giới chức e rằng sẽ phát hiện thêm thi thể trong tuần tới khi đội cứu hộ đang tích cực tìm kiếm ở các nơi hẻo lánh. Nước lũ của trận mưa tồi tệ bậc nhất bang Kentucky đủ sức cuốn trôi nhiều ngôi nhà ở vùng bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất. Nhiều khu vực chìm nổi giữa mênh mông biển nước và trận lũ là đợt thiên tai kinh khủng thứ hai tấn công Kentucky trong vòng 7 tháng sau khi một chuỗi lốc xoáy khiến khoảng 80 người tử vong ở tiểu bang hồi tháng 12. Trong khi đó, thì đội cứu hộ đã tìm thấy thêm 2 thi thể nữa ở cánh rừng bị thiêu đốt trong ngày thứ 5 liên tiếp thuộc phía bắc bang California, gần biên giới bang Oregon. Như vậy thì tổng số người thiệt mạng trong trận cháy rừng lớn nhất bang trong năm nay đã tăng lên 4 người. Giới chức cho biết 2 nạn nhân trước đó dường như đã thiệt mạng khi cố gắng chạy trốn ngọn lửa trong phút chót. Thi thể được phát hiện vào hôm Chủ nhật bên trong một ô tô cháy đen nằm cạnh cao tốc. Đám cháy Makini bùng lên ngày 29 tháng 7, đến nay đã thiêu đốt diện tích 22.600 ha, gần 4.500 người được yêu cầu sơ tán tính đến ngày 2 tháng 8. Vào hôm 2 tháng 8, thì cháy rừng lại tiếp tục bùng phát trở lại tại bờ biển Adriatic, gần thị trấn Vodit của Rawaisa. Theo truyền thông địa phương, thì 3 đám cháy bùng lên vào giữa trưa khiến khoảng 400 ha rừng ở khu vực Vodit bị thiêu rụi.
Hiện các đám cháy đã được đội cứu hỏa kiểm soát, tuy nhiên thì gió lớn có thể thổi bùng các đám cháy và công tác cứu hộ sẽ có thể gặp khó khăn vào ban đêm. Vào tuần trước thì chính phủ cũng đã triển khai máy bay chữa cháy cùng hàng chục lính cứu hỏa nhằm kiềm chế 3 đám cháy bùng phát dọc bờ biển Adriatic. Giới chức địa phương cho biết lửa đang lan rộng và bùng lên dữ dội do tác động của gió mạnh, tàn phá khoảng 20 ngôi nhà trong khu vực. Theo báo cáo vào tháng 2 năm 2022 của Liên Hợp Quốc, biến đổi khí hậu đã khiến tình trạng hạn hán nghiêm trọng và thường xuyên hơn. Số lượng các vụ cháy rừng cực đoan dự kiến sẽ tăng 30% trong vòng 28 năm tới. Hình ảnh từ trên cao công bố ngày 2 tháng 8 cho thấy thì lũ lụt bao quanh nhiều con đường, tòa nhà ở thị trấn Rutas, phía bắc quốc gia Trung Đông Oman. Người dân địa phương quay đoạn phim nói với Reuters rằng anh kinh ngạc trước tác động của trận mưa xối xả vào hôm 1 tháng 8. Anh này nói thì mưa nặng hạt như vậy từng rất hiếm xảy ra vào mùa hè. Cơ quan phòng vệ dân sự Oman chưa báo cáo các thương vong trong đợt lũ này. Các nhà khoa học ở Thụy Sĩ vừa chứng minh họ có thể tạo ra nhiên liệu máy bay phản lực chỉ nhờ sử dụng ánh nắng, nước và CO2. Điều đó được tiến hành cả ở bên ngoài phòng thí nghiệm. Trong công trình nghiên cứu đăng tải trên ấn phẩm rau đã được bình duyệt, các nhà nghiên cứu tin rằng phương pháp của họ có thể giúp ngành công nghiệp hàng không tiến đến trung hòa carbon. Các nhà khoa học sử dụng tháp năng lượng mặt trời có sẵn ở Tây Ban Nha để chứng minh toàn bộ quá trình hóa chất biến ánh nắng thành syngas, tức một nhiên liệu tổng hợp có thể thay thế cho nhiên liệu hóa thạch như dầu hỏa và diesel. Quá trình này bao gồm việc bơm CO2 và nước vào một lò phản ứng năng lượng mặt trời và cho nổ nó bằng nhiệt năng lượng mặt trời tập trung để phân tách các phân tử thành hydro và carbon monoxide, hay còn gọi là khí tổng hợp. Phản ứng này thu nhiệt cao, đòi hỏi nhiệt độ rất cao và chúng tôi đang cung cấp năng lượng này bằng cách tập trung bức xạ mặt trời theo hệ số 3000. Trích lời Ando Steinfeld, giáo sư năng lượng tái tạo của Viện ETH Zurich, nói với Reuters vào năm 2019 từ nhà máy lọc thử nghiệm nhỏ của họ. Syngas có thể dễ dàng chuyển thành dầu hỏa và các hydrocarbon khác vốn được sử dụng trong hạ tầng giao thông toàn cầu, bao gồm đường hàng không và đường thủy, trong khi được sử dụng các nhiên liệu lỏng tổng hợp thải ra lượng CO2 bằng mức chúng đã hấp thụ từ không khí. Philip Fuller, một cựu nghiên cứu sinh tiến sĩ trong nhóm của giáo sư Steinfeld, đã bày tỏ tham vọng mở rộng quy mô công nghệ sản xuất nhiên liệu mặt trời lên cấp độ công nghiệp và đã đồng ý hợp tác với hãng Awis Air để sản xuất nhiên liệu hàng không trung hòa carbon, ông Fuller cho biết. Việc sản xuất nhiên liệu máy bay phản lực từ năng lượng mặt trời của họ sẽ bắt đầu vào năm 2023, sau đó sẽ sản xuất thương mại hàng loạt. Ông nói thêm, mục tiêu của chúng tôi là đến năm 2025 sẽ đưa nhà máy năng lượng mặt trời hoàn chỉnh đầu tiên đi vào hoạt động với công suất sản xuất khoảng 10 triệu lít methanol mỗi năm. Lĩnh vực hàng không chiếm khoảng 5% lượng khí thải toàn cầu gây ra biến đổi khí hậu. Ngành này vốn phụ thuộc vào dầu hỏa để vận hành các phi đội. Những câu chuyện vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Toàn cảnh quốc tế hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.